tức là về chơi thì anh ở nhà mình luôn 3 ngày Tết. Ngày xưa chị nói là không dám nắm tay. Thế là anh chị có nhớ cái lần nắm tay đầu tiên của mình là năm nào, lúc nào không ạ? Anh nhớ chưa? Năm đấy khoảng tháng 2 năm 95. Trời ơi, wow, nhớ, tháng nhớ luôn. Giả vờ nắm hay là cố tình nắm? Cố tình nắm chứ. Anh có nhớ cái nụ hôn đầu tiên mà anh được hôn chị không? Sau đấy mấy ngày. Ôi trời ơi, nhanh vậy. Nhanh thế. Mấy ngày như nó của tháng 3 rồi. À, sang tháng 3 rồi, chứng tỏ là anh nắm tay vào cuối tháng 2 đó. Anh có nhớ trong trường hợp nào, không gian ở đâu, nhớ không? Hôm đó là chỉ có hai người thôi. Vâng. Đấy. Ban ngày thì ở đấy chỗ chị em làm đông mà. Còn tôi thì ở trên lớp học. Còn buổi tối thì các chị có gia đình, các chị về nhà, chỉ còn cái số độc thân ở lại thôi. À, rồi sao anh? Anh xin hay là tự động anh? Thì anh hồi hộp quá. Cái đấy mình tự chứ xin gì nữa. Ừ luôn hả? Mình tấn công chứ. Như lúc nãy mình nói là điều kiện hoàn cảnh gia đình ấy, thì là không muốn lấy chồng xa. Thế nên là anh này thì lúc đấy lại công tác ở Đà Nẵng ra. Thế nên lúc đấy là mới gặp ở đấy thì tất cả mọi người đều bảo là thôi, nó ở xa quá mình đừng có quen. Vì nhà mình thì toàn con gái đấy. Thế nên là mẹ thì có một mình mẹ thôi. Thế nên là muốn là ở gần, không muốn đi xa. Dạ. Nếu xác định mà lấy chồng là phải theo chồng, là phải đi xa vào Đà Nẵng. Tất cả mọi người đều bảo thôi, ở học viện này bao nhiêu anh đang theo đuổi, thế mày không đồng ý một đứa nào nó gần ngoài này thôi, mày đồng ý gì cái thằng nó ở xa thế. Lúc đấy thì cũng không quen. Thế xong rồi cũng chỉ anh em chơi với nhau bình thường thôi. Dạ. Thì cũng anh cứ hàng ngày cũng vẫn tuần 2-3 buổi thì đấy xuống chơi với anh chị em cùng cả đấy. Xong đấy thì đến Tết thì ở gần nhà mình cũng có một anh nhà đấy, thì là rủ anh này cùng về chơi. Thế là về chơi thì anh ở nhà mình luôn 3 ngày Tết. Thế là... Ở luôn. À, luôn. Đẹp trai không bằng trai mặt đó. Đó. Đúng lúc đấy là đẹp trai không bằng trai mặt đấy. Nhưng mà bố mẹ có cho không hay là anh ở luôn tự động vậy? Tự thôi đi lên. Từ ngày 28 đến ngày mùng 2 là ở trên nhà mình. Thế là ở quê là loạn hơn đi tìm con trai. Không biết con trai ở đâu cả. Thế là lại cử anh chị ở trên Hà Nội ấy, đi sang đơn vị để tìm. Đến sáng mùng 2 anh này mới xuống. Dạ. Thế là chiều mùng 2 là nhận trực, xong đến mùng 3 là mới về quê. Thế là coi như là cả Tết là bám trụ ở trên nhà bạn gái. Ở nhà anh thì loạn được, còn nhà chị có loạn không? Nhà mình có thì bất ngờ. Nhà mình thì bất ngờ. Bảo sao mày bảo mày không yêu mà tại sao nó cứ ở đây? Và thế bây giờ anh bảo anh cứ ở thì bây giờ làm nào được? Chính vì anh ấy lì kiểu đấy nên mình mới dám nhận lời yêu đấy. Chứ còn không, chính ra là xác định là không có yêu anh này. Lúc đấy là cũng sợ là mang tiếng ấy. Là vì là có bạn đến nhà ở đúng cả rồi, Tết như thế là rồi. Rất sợ mang tiếng. Sao mang tiếng? Vì là sợ mang tiếng như thế nên lúc đấy mới là chấp nhận là sau Tết là mới chấp nhận là quen anh này. Không yêu người ta mà cho người ta ở nhà tức là cũng phải cũng chịu, có cảm tình. Chịu đèn chút xíu rồi. Dạ. Thường thì mình yêu một cái cô phụ nữ nào đó mình mà được tới nhà hạnh phúc lắm rồi. Ừ. Mà mình ở được buổi tối đó, trời ơi. Mặc dù cái cô đó cũng không có yêu mình nhưng mà ở được buổi tối đó. Rồi mình có theo dõi cái cô đi đâu, cô vô buồng nào, cô ngủ. Có để ý là nhà xưa có buồng đâu. Nhà đâu có nhà buồn, ngày xưa là nhà thông thống thế vậy thôi. Thế còn hấp dẫn nữa. Tức là cô ngủ trước mặt mình luôn đúng không anh? Đúng không? Qua một cái bàn uống nước. Qua cái bàn tới chị. Bên này nữa là một cái giường nữa thôi. Vậy là cái cách ngủ cách nhau có cái bàn thôi. Dạ đúng. Trời rồi. Ơi, chắc tôi không ngủ luôn rồi. Chắc tôi thức suốt đêm tôi nhìn qua cái bàn quá thôi, tôi nhìn cái bàn hoài luôn. Thực ra tâm lý của anh lúc đó có phải như vậy không? Vì thực ra mình ngắm suốt rồi, đâu phải lúc đấy mày phải ngắm gì nữa đâu. Trời ơi. Quỳnh Linh là nếu mà cái kiểu đó thôi tôi nằm. Chắc là khỏi ngủ anh. Khỏi ngủ, tôi cứ nhìn qua cái bàn hoài luôn. Hai con người chưa bao giờ yêu nhau, một người yêu người kia, người kia không yêu mà tối ngủ nhau cách nhau cái bàn. Thế mới là thời xưa mới thế đấy. Vâng. Trong chứ bây giờ là không có đâu. Vâng. Bây giờ là cái bàn nó dẹp rồi.